Ok, hello, xin chào tất cả bạn nhá. Mình là Trường Quân Tương Quy chứ mà đây thì sau khi cái clip Tròn Trẻ Trâu đi chơi quán net á, được anh em ủng hộ rất chi là nhiệt tình, thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục Tròn Tuần Trẻ Trâu các bạn. Thì bây giờ mình mới nghĩ ra được một ý tưởng Tròn Tuần Trẻ Trâu, đấy là mình sẽ nhờ nó sang bên nhà mình giả bộ mình có việc, mình nhờ nó sang nhà mình, nó coi nhà hộ mình. Xong nửa đêm mình sẽ hù ma nó, để mình dọa ma nó để xem được nó sẽ phản ứng như thế nào nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ đợi nó sang bên nhà mình, rồi sau đấy mình sẽ nhờ nó trông nhà hộ mình, xong tối mình sẽ cho nó hù ma nó nha các bạn. Tuần Trẻ Trâu nó tới nhà mình rồi các bạn ơi. Vô đây. Gì? Vô đây nhờ tí. Sao? Ngồi đây. Ấy, tối nhà bác tao có việc á, tao cần phải lên nhà bác tao một chút á, thì mày qua mày trông nhà hộ tao được không? Nhà tao có, tao ở nhà tao ngủ chứ, sang nhà mày làm gì? Sang trông hộ thôi, rồi tao trả cho 500 nghìn một đêm. Mày đừng nghĩ tiền là có thể mua được tất cả mọi thứ nhá. Nhưng mà mày không bao giờ mua được sự trợ giúp của tao đâu. Thôi tối qua nhà tao ngủ rồi trông nhà hộ tao nhá. Ok, mấy giờ? 7 giờ nhá. Ok, tối 8 giờ tao qua. Vãi nồi. Đấy, cái trưởng thế mà bảo là tiền không bao giờ mua được mọi thứ. Tiền không bao giờ mua được mọi thứ, nhưng mà rất nhiều tiền thì có thể mua được. Oh my god, mày nói cái gì đây? Rất nhiều tiền thì có thể mua được. Tối nhớ qua nhanh chưa? Ok bạn ơi, như vậy là mình vừa dụ được thằng Tuân trẻ trâu tối qua nhà mình ngủ để mình bắt đầu kế hoạch mình hù ma thằng Tuân trẻ trâu rồi các bạn ạ. Ok các bạn ạ, như vậy là bây giờ mình chỉ việc đợi đến tối, khi mà đêm buông xuống thì mình sẽ bắt đầu kế hoạch hù ma Tuân Trẻ Trâu nha các bạn. Ok các bạn ơi, như vậy là mình vừa mới đi chơi về rồi. Bây giờ đang là 23:34, có nghĩa là 11:30 đêm đó các bạn. Đấy, anh em có nhìn thấy là bên ngoài trời tối thui luôn này. Còn Tuân Trẻ Trâu thì 11:30 rồi, nó vẫn mở tivi nó xem các bạn ạ. Đúng là mấy cái đứa trẻ trâu này mà có tivi cho nó xem cả ngày cả đêm được luôn á. Đấy, nó đang ngồi nó xem hình như là pháp tivi các bạn ạ. Đấy, ok. Thì bây giờ tranh thủ cái cơ hội này, mình sẽ ở bên ngoài mình sẽ dọa ma nó, mình hù ma nó xem thử là nó sẽ phản ứng như thế nào nhá. Đấy anh em thấy không? Đấy, nó đây này, nó mặc cái áo màu cam cam, nó đang ngồi chỗ cái ghế nó xem tivi á. Cái chỗ đây mình khó quay quá nên mình quay không rõ được nó đây này. Đây mình sẽ zoom lại cho anh em xem nhá. Đấy, nó đang ngồi nó xem tivi đấy. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình hù ma nó vào lúc nửa đêm nhá. Đây anh em nhìn nhá, 23:35 nhá. Ok bây giờ mình sẽ thử đập cửa 3 cái nhá, tại vì ma hay đập cửa 3 cái á, để xem thử thằng này nó sẽ phải đứng như thế nào nhá. Ủa, nó nhìn ra ngoài các bạn ạ. Ngó ra ngoài nó nhìn kìa. Kiểu như ở bên ngoài tối quá các bạn ạ, chỉ có mình nhìn vào bên trong mình nhìn thấy nó được, chứ nó ở bên trong nó nhìn ra bên ngoài nó không nhìn được đâu các bạn ạ. Rồi mình sẽ đập thêm vài cái nữa nhá. Nó lại nhìn các bạn ạ. Ấy, thanh niên chắc đang bất an rồi đấy. Ok bây giờ mình sẽ đập thêm 3 cái nữa nhá. Nó nhỏ đang đăm chiêu suy nghĩ. Ok mình sẽ tập thêm nhá. Cái nhỏ chắc đang sợ rồi các bạn ạ. Mẹ nó nửa đêm nửa hôm nào đập cửa nhở? Tao ra đập chết cha mày nhở? Ok các bạn ơi, như vậy là nãy giờ mình hù kiểu như là vẫn nhẹ đô với Tuân Trẻ Trâu quá. Mình cảm giác là nó vẫn chưa sợ các bạn. Bây giờ mình sẽ hù một cái kiểu khác ghê rợn hơn nhá. Ok. Đấy, anh em thấy mình giống ma không? Đấy, nghiêm túc nhá. Rồi thêm tiếng chó sủa vào nửa đêm nữa thì ui giời ơi, giống ma kinh khủng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đập cửa nó 3 cái, mình lại gọi nó. Tuân ơi, Tuân ơi, Tuân ơi.
trời đụ, các bạn vừa nghe nó nói gì không? Trời đụ, mình hù ma nó như vậy, mình hù, mình nói cái giọng ma vậy, nó bảo mình rên như chó. Được rồi, bây giờ mình, thằng này kiểu nó không sợ, bây giờ mình vào tận nhà mình hù nó. Bây giờ mình sẽ chơi theo kiểu kinh dị hơn, đấy là kiểu gãy xương, kiểu rắc rắc. Đấy, mình sẽ chơi, mình sẽ hù nó theo kiểu này cho nó sợ các bạn, chứ thằng này nó không sợ rồi. Bây giờ mình vào nhà mình hù nó luôn nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ vào nhà mình hù nó, các bạn hãy cùng theo chân với mình nhá. Let's go. Ui, chắc do mình hoa mắt đó, thôi mình đi ngủ đi cho nó lành. Tao sẽ cho nó sợ quá, nó ngất xỉu luôn rồi các bạn ơi. Ô, nó sợ quá, nó ngất xỉu luôn này này. Ê, tao sẽ cho. Tao sẽ cho ơi. Ê, cửa trưởng thằng này nhét cãi các bạn ạ. Ê, thế mà hồi sáng hỏi có sợ ma không, bảo không sợ. Bây giờ lắc cửa trưởng. Thế bây giờ mới hù ma có tí, ngồi sợ, nằm ngất xỉu rồi các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ giả bộ mình sẽ bế nó lên giường nó ngủ để sáng mai khi nó tỉnh dậy ở trên giường á thì xem thử nó sẽ phản ứng như thế nào về cái chuyện mà bị gặp ma hồi tối nhá. Ok, bây giờ mình sẽ bế nó lên trên giường mà cho nó ngủ nha các bạn. Để sáng mai nó thức dậy thì xem thử nó sẽ phản ứng như thế nào. Ê Tuấn ơi, Tuấn Chỉ Châu. Ê. Dậy đây, dậy đây. Gì á, trong nhà cho tao ngủ say sưa mày trộm vào trộm hết đồ thì làm sao? Ủa, sao tao nằm trên giường ấy? Cái mày chả nằm trên giường như mày, muốn nằm ở đâu mày, muốn nằm ở bờ bụi à? Làm sao nhìn có vẻ ngơ ngơ vậy? Đúng vậy, nhưng hôm qua tao gặp ma mày ơi. Điên, ma có gì, gặp ở đâu? Tao gặp ở đây luôn nè, ngày hôm qua tao vừa tắt điện cái tự nhiên tôi thấy cái bóng gì chỗ kia, tôi bật điện lên thấy con ma, rồi tôi tắt điện xuống tự nhiên tôi bật điện lên lại nó đốt ngay đường thang luôn. Điên nhà người ta ở bao nhiêu năm nay ma có gì, ông bị điên là ông chắc mày mơ đấy. Lúc đó tôi thấy rõ ràng nó ở đây luôn. Lúc đó nó còn đi cắt cái mũi nó nữa, đi cắt các kiểu gãy xương đó hả? Chuyện ghê vậy. Như là bóng ma. Tao nghĩ mày mơ chứ tao ở bao nhiêu năm nay chả làm sao cả. Mà bố mà rõ ràng thấy mẹ ở đây luôn. Chắc ở đâu, ở chỗ đây đúng không? Ờ, chỗ đây nè. Chỗ đây hả? Ờ. Chắc ông mơ đâu ạ. Bây giờ mà chả làm gặp chỗ đấy rồi sao, nó phải kể tao nghe thử. Lúc đó tao gặp ở đó rồi, nó tối nó bóc cổ tao rồi, nó lo tao xỉu xuống luôn. Xỉu xuống? Mày xỉu xuống ở dưới đấy. Ừ. Nhưng mà sao lúc tao về tao thấy ở trên đấy là sao? Mày bị điên, nó ma nào bế được mày, mày nặng như con lợn, nó ma nào bế được mày? Chắc mày mơ á, đúng không? Nếu mà là thật đi, nếu mà là thật thì mày phải nằm ở dưới kia chứ sao mày lại nằm ở trên đấy, đúng không? Chắc mơ rồi. Chắc ông coi phim ma nhiều quá rồi, ông mơ gặp ma chứ gì đâu. Chứng tỏ tối qua tao nằm gì đó. Tao nghĩ là con ma nó bê tao lên đây cho tao nằm ngủ ở đây. Chả ma nào bê được mày kìa. Có chứ. Biết đâu con ma nó mập hơn tao, nó bê được tao sao? Ui giời, ma nào mày. Làm gì con ma nào mà mập. Mày mới được chữa mày. Mày mơ phong phú quá đấy. Thôi rồi thôi, đi về đi. Tao về rồi, cảm ơn nhá. Ok, tao về, không ở nhà mày gặp ma nhiều lắm, sợ lắm. Ôi, chạy nhanh thế. Ok các bạn ạ, như vậy là mình vừa mới tròn, mình hù ma Tôn Trẻ Châu thành công. Bây giờ thanh niên này sợ cực luôn rồi, gọi là còn đấy mặt nó hoảng, nó bỏ, nó chạy về rồi các bạn ạ.
Thì clip của mình cũng dừng lại ở đây rồi nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye.